Chào các bạn, tôi quay trở lại để trả lời câu hỏi của bạn Thảo Nguyên. Bạn ấy hỏi là cổ phiếu HVN có vào được giá 28.5 hay không? Thì tôi trả lời như sau. Đây, các bạn hình dung nha, cái cổ phiếu HVN là cho điểm mua cách đây tuần trước đó. Tôi 467, đấy, cách đây hơn một tuần rồi. Và những người mua đúng điểm mua thì cổ phiếu đã về tài khoản. Cái phiên hôm nay thì không phải là phiên cho điểm mua, lý do khối lượng là rất là thấp, đấy, khối lượng giao dịch rất là thấp, và cái sự vận động của cái cổ phiếu này nó cũng đang theo chiều hướng cũng không tích cực, không tích cực. Tuy nhiên ấy, là theo tín hiệu đường MA thì đang cắt lên cho tín hiệu tăng, đúng không? Đường màu đỏ đang cắt lên cho tín hiệu tăng. Nhưng để đầu tư cho cổ phiếu HVN thì tôi nghĩ là đấy, nó có một cái kỳ vọng rất là lớn nào đó đối với ngành hàng không, và cái sự vận động của dòng tiền ở trong cái cổ phiếu này nó làm cho cổ phiếu vẫn luôn tăng lên và giảm xuống, đúng không? Đấy. Nhưng các bạn hãy quay sang bên Faian này, đúng không? Chúng ta xem thông tin. Chúng ta thấy rằng này, tình hình tài chính nhé. Bây giờ tôi lấy tình hình tài chính hàng năm này thì chúng ta sẽ thấy là năm các cái năm từ 2016 cho đến 2020 thì các bạn nhìn thấy tất cả những cái năm từ 2016 đến 2019 là làm ăn có lãi, thì lợi nhuận cũng chỉ 2.000 tỷ này, 2.300 tỷ này, 2.300 tỷ, 2.300 tỷ. Có nghĩa là lợi nhuận có tăng nhưng mà nó chỉ đạt cái mức lợi nhuận là khoảng 2.000 tỷ thôi. Trong khi đó năm 2020 lỗ 10.900 tỷ. Đấy, 10.900 tỷ, coi như gần 11.000 tỷ. Năm 2021 thì tôi nghĩ chắc cũng không thể dưới con số 5.000 tỷ đâu. Đấy, tôi nghĩ chắc không dưới con số 5.000 tỷ. Chúng ta cũng chưa không không biết được là nó sẽ là bao nhiêu, chúng ta sẽ đợi. Chúng ta có thể xem quý này. Quý 1 năm 2021 nó đã 4.800 tỷ rồi. Đấy, 4.800 tỷ rồi. Tất nhiên quý 1 thì là sẽ là lớn nhất. Cái câu hỏi đặt ra là nếu như các bạn mua thì các bạn kỳ vọng là đầu tiên là cái công ty này nó sẽ làm ăn bao nhiêu năm nữa, để nó với cái lợi nhuận là nếu như mọi việc xảy ra bình thường trở lại, đúng không? Công ty hoạt động trở lại thì cái lượng tiền kiếm 2.000 tỷ một năm này thì bao nhiêu năm để trả cái số lỗ nó cỡ khoảng 20.000 tỷ, đúng không? Tôi cứ cho là thôi 15.000 tỷ đi. 15.000 tỷ là chắc chắn là không dưới đâu. 2021 thì chắc chắn là tối thiểu là thêm 5.000 tỷ nữa. Quý 1 nó đã hơn 4.000 tỷ, nó gần 5.000 tỷ rồi. Đúng không? Đấy, thì 15.000 tỷ thì các bạn hình dung nha, là nếu như mà chúng ta lấy 2.000 tỷ một năm này thì phải làm, chỉ có đi làm không, không làm gì cả, đúng không? Thì phải mất là cỡ khoảng 7-8 năm, đúng không? 7 năm, đúng không? Đấy, 7 năm thì lúc bấy giờ công ty mới bắt đầu có lãi để có thể chia cổ tức. Đấy là nói về mặt công ty nha. Cái thứ hai nữa là để hoạt động trở lại, hiện nay công ty đang giao bán một loạt các máy bay thì chắc chắn là cái tần suất sẽ không, một là phải mua mua lại máy bay, đúng không? Hai là đang làm cầm chừng thì sẽ không có năng lực gọi là để tạo ra những cái lợi nhuận đột biến được. Đấy. Thế cái câu hỏi đặt ra là các bạn đầu tư vào, nếu như các bạn không xem cái này, các bạn chỉ đánh theo sóng ấy, thì chúng ta có thể là cái cây này không vào, không không nên vào, đúng không? Không nên vào. Đấy, lý do là nó có thể tăng nhưng mà cũng không biết là nó sẽ tăng đến đâu. Nhưng những người vào ở cái cây này thì đang cầm hàng trong tay rồi, và người ta sẵn sàng, người ta bán ra khi có yếu tố bất ngờ nhá. Và chúng ta nên vào những cái điểm này thôi, và những cái điểm này thì khối lượng là đang không tăng. Cái thứ hai là cái giá trị giao dịch này đang rất là thấp, thì tôi kiểm tra lại xem ở bên này. Mức giá thì cũng khá tích cực, là người ta đang vào cái giá là 28.5 đấy nhá. Đấy, tuy nhiên là cái quyết định cuối cùng là ở các bạn. Về 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 một cái điểm nữa tôi muốn chia sẻ là sau cái việc gọi là nhìn cái HVN thì chúng ta sẽ thấy là cái giá trị thật và cái giá trị kỳ vọng nó khác nhau rất là xa, đúng không?
đấy, rất là xa và cũng chả có cái liên quan gì đến nhau, đúng không? Nếu như đấy, chả có liên quan gì đến nhau. Đấy, và hôm nay thì tôi cũng chúc mừng những cái bạn nào mà đã kịp xem cái clip lúc trưa đấy, đã thấy cái cổ phiếu HV HVH đúng không? Là tôi đã thông báo có điểm mua từ lúc trưa, và nếu như buổi chiều thì các bạn đã mua kịp với giá 10.5 thì đã có một chút lợi nhuận trong phiên rồi, đúng không? Thì cổ phiếu này các bạn thấy là nó có một cái nền giá đã khá là ổn định rồi. Trong khi đó là đến cái giai đoạn này là khối lượng tăng dần. Khối lượng tăng 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 lên đấy, tăng dần lên, và ngày hôm nay thì khối lượng tăng đột biến. Đấy, tăng rất là cao. Đúng không? Và những bạn mua cái phiên ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ có lợi nhuận T cộng 3, là đã có lợi nhuận tầm tối thiểu là khoảng 10% hoặc nhiều hơn rồi, đúng không? Tất nhiên là khi mà nó càng lên cao thì cái lực bán ở những cái cây này nó sẽ nhiều này, nó nhiều đấy, nếu như cái lực cầu vẫn đủ mạnh để đỡ được hết cái lực bán này thì nó sẽ còn tiến xa. Đấy là đối với cổ phiếu HVN. Hôm nay còn có một cái cổ phiếu nữa là TFF, à không phải, cổ phiếu TTF, TTF đúng rồi đấy. Thì hôm nay cổ phiếu TTF cũng cho điểm mua đấy. TTF này cho điểm mua cổ phiếu VHVH đúng không? HVH này cho điểm mua ngày hôm nay nhé. Và cổ phiếu TTF thì cái cổ phiếu TTF nếu các bạn cũng không quan tâm, chỉ quan tâm đến kỹ thuật thôi, thì hôm nay cũng là cái buổi cho điểm mua nhá. Ngoài ra để lựa chọn đầu tư một cổ phiếu nào đó thì các bạn nên cân nhắc kỹ, đúng không? Nếu như chỉ đầu tư theo yếu tố kỹ thuật thì các bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần cắt lỗ nha. Nếu như cổ phiếu này nó không vận động tốt, đấy, nó gãy hết cái cây nến màu xanh này trong 3 phiên khi mà cổ phiếu về, gãy hết cây nến màu xanh này và đi xuống một chút nữa thì chúng ta nên bán, đúng không? Còn nếu không thì nó sẽ tăng. Đấy. Cổ phiếu này thì nó sẽ không mạnh bằng cổ phiếu HVH. Cổ phiếu HVH thì cái khối lượng vào nó rất là mạnh, cho nên là tôi nghĩ cổ phiếu này cái giá mục tiêu có thể đặt ra là giá 12 nhá. Giá 12 hoặc cao hơn nữa, nhưng mà chúng ta cứ tạm thời đặt cái giá mục tiêu là 12. Đấy. Nếu như nó lên được giá 12 thì các bạn cũng có một khoản lợi nhuận đáng kể. Đúng không? HVH mà lên được giá 12. Đấy. Thì các bạn cũng có khoảng 17 18% lợi nhuận, đúng không? Tuy nhiên là phải đợi các cái phiên tiếp theo thì chúng ta mới biết được. Chúng ta nhìn thấy cái lịch sử giá đấy, cái mức độ phân bổ giá thì chúng ta thấy là cổ phiếu này cái mức độ mua ở cái giá cao này đấy, chỗ lệnh người ta đang đặt với giá rất là cao, đúng không? Cuối cùng chúc các bạn là đầu tư thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận.